Nếu bạn là người thích khám phá những điều bí ẩn kỳ thú, thì chắc chắn rằng sự tồn vong của một loài vật đã từng thống trị trái đất cách đây hàng trăm triệu năm, loài khủng long, sẽ mang một sức hấp dẫn đặc biệt. Công viên khủng long do Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen cùng đầu tư xây dựng, tọa lạc trong khuôn viên của Công viên Văn hóa Đầm Sen. Bạn có thể tìm hiểu sơ bộ về đời sống loài khủng long, thời điểm sinh tồn, diệt vong của chúng trong phòng trưng bày. Ở đây còn có mô hình hóa thạch xương khủng long do các nghệ nhân ở Tự Cống, Trung Quốc tạo nên. Và được cưỡi trên lưng những người bạn khổng lồ mà hiền lành này trong lúc chờ đợi đến với đảo khủng long huyền bí là một ấn tượng khó quên với các du khách nhỏ tuổi. Khi đã yên vị trên chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông tiền sử, bạn đã bắt đầu cuộc hành trình trở về thời đại thống trị thế giới của loài bò sát khổng lồ cách nay hàng trăm triệu năm rồi đấy. 110 con khủng long được tái hiện trong công viên thuộc nhiều chủng loại, kích cỡ. Trong đó, con lớn nhất dài 12 mét, cao tới 10 mét, với mọi tư thế ăn, nghỉ, săn mồi, đánh nhau, y hệt như chúng đang sống cách đây hàng trăm triệu năm, sẽ mang đến cho du khách những cảm nhận thật sự về thế giới của một loài vật khổng lồ đã từng ngự trị khắp nơi trên trái đất. Trong cái thế giới không có sự hiện diện của con người, lũ khủng long thật sống động trong ánh sáng khi mờ khi tỏ. Có nhiều lúc bạn sẽ bất ngờ hốt hoảng vì tưởng mình bị những con nhện khổng lồ hay những chú khủng long hung dữ tấn công. Thêm nữa, những con cá sấu cũng rình rập con thuyền của bạn. Còn trên đầu bạn sẽ bất ngờ phát hiện một đàn khủng long bay vun vút với những cuộc chiến sinh tồn của chúng. Một khung cảnh đặc sắc nữa mà công viên khủng long dành cho các du khách của mình, đó là cảnh núi lửa bùng cháy và phun trào nham thạch. Khi còn chưa kịp bình tĩnh từ những đợt tấn công bất ngờ của khủng long, con thuyền của bạn lại như rơi tự do từ đỉnh của một dòng tháp cao 3 mét. Nhưng không sao, ánh sáng le ló trên dòng sông báo hiệu bạn đã trở về với thực tại, với một thế giới mà khủng long chỉ hiện diện trong viện bảo tàng, trong các công viên như thế này hay trong những phim khoa học viễn tưởng. Vậy thì hãy đến với công viên khủng long Đầm Sen các bạn nhé. Những phát hiện mới mẻ và những cảm xúc như vừa trở về từ một thế giới đã mất của loài khủng long sẽ là một trải nghiệm rất thú vị từ mô hình vui chơi lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và cả Đông Nam Á này.